Vâng, bây giờ anh Chiến mời các bác nghe cặp loa Boxell đến từ hãng Calip Mỹ em vừa mà giới thiệu hàng về. Nó nguyên thùng xốp nha, giá chỉ có 6 triệu 500 ngàn thôi. Đúng chất hàng cho châu Âu cho các bác. Và em test cùng một ca khúc nhạc Mỹ để các bác cùng nghe nha. Nhạc California, nhạc rất là quen thuộc thôi. Bản bộ rebound em sưu tầm này. Cặp này thì Việt Nam chỉ có một cặp duy, một bộ duy nhất thôi nha các bác. Bộ này em sưu tầm thôi nha, em sưu tầm trưng bày. Tại Mỹ thì nó hiện tại nó bán đi nó bay có một bộ nha. Đây thì em đang sử dụng dây audio nót thôi. Sử dụng một bắp chuối luôn. Tất cả đi dây là dây cũng mà bạc và hình chỉnh để các bác có thể tham khảo sử dụng dây. Thì bên em tiếng thoáng em thích nghe tiếng dạ tiếng nó rộng thoáng nên em sử dụng là những dây mà bạc hay là dây bạc. Rồi sẽ mời các bác nghe thử nha. Một cặp loa 6 triệu 500 ngàn. Boxell cho gia đình và phòng khoảng là 25 mét vuông trở lại thì tuyệt vời. Bát đánh rất là tròn nha các bác. Mời các bác nghe nha. Rất là hay. Place.